Cảnh báo về bất động sản hàng hiệu chào bán tại khu lõi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HOREA) vừa phát đi cảnh báo đến khách hàng và nhà đầu tư về sản phẩm mới bất động sản hàng hiệu được chào bán tại khu lõi trung tâm thành phố cuối quý 1. Bất động sản hàng hiệu được biết là loại hình bất động sản hợp tác giữa một thương hiệu quản lý bất động sản nổi tiếng toàn cầu với một doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản cao cấp hạng sang, siêu sang. Horea khuyến nghị khách hàng nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các thông tin của dự án bất động sản này, nhất là nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng để tránh bị nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm, cẩn trọng với bốn vấn đề gồm tiêu chuẩn hàng hiệu còn quá mới, thời hạn sử dụng thương hiệu bao lâu, rắc rối trong vận hành bất động sản hàng hiệu, chiêu tạo khan hiếm bất động sản hàng hiệu. Hiệp hội cũng đề nghị các chủ đầu tư dự án cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, giải thích cặn kẽ hợp đồng mua bán nhà cho khách hàng và có chế độ hậu mãi đúng như cam kết.